Lữ đoàn Thông tin 575 vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2012-2017. 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của lữ đoàn đã phát triển toàn diện, đúng hướng, thường xuyên, liên tục, gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua yêu nước của Đảng, Nhà nước, quân đội, quân khu. Phong trào đã góp phần nâng cao bản lĩnh và nhận thức chính trị, xây dựng con người, tổ chức vững mạnh, tạo động lực cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn, nhất là đảm bảo thông tin liên lạc cho các nhiệm vụ phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, diễn tập các cấp. Lữ đoàn được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3, được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị vững mạnh toàn diện, cờ đơn vị huấn luyện giỏi giai đoạn 2012-2015, 113 lượt tập thể và 720 lượt cá nhân được khen thưởng ở các cấp trong 5 năm qua. Thời gian tới, Lữ đoàn Thông tin 575 tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn trong sạch vững mạnh, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.